ra mắt CPU 7nm dành cho máy tính đầu tiên trên thế giới. Trong khi chip sử dụng quy trình sản xuất 7nm đã xuất hiện lần đầu tiên từ năm 2018 với CHIPA12BIONIC của Apple, sử dụng trên iPhone trên XS Max trên XR, thì đến bây giờ, chip CPU đầu tiên dành cho máy tính sử dụng quy trình sản xuất 7nm mới được AMD trình làng. AMD vừa giới thiệu 5 mẫu CPU mới của hãng, là thế hệ thứ 3 của dòng CPU Ryzen được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2017. Điểm nhấn của các mẫu CPU này đó là đều được xây dựng trên kiến trúc 7nm Gen 2 của AMD, hỗ trợ giao thức PC 4.0 cho băng thông gấp đôi so với giao thức PC 3.0 trước đây. Phiên bản cao cấp nhất trong loạt 5 CPU mới được AMD trình làng đó là Ryzen 9 3900X. Bộ vi xử lý này được trang bị 12 lõi xử lý với xung nhịp 3.8GHz và có khả năng tăng tốc lên 46GHz. AMD cho biết Ryzen 9 3900X sẽ cho hiệu suất tương đương với CPU i9 9920X cao cấp nhất của Intel, dù mức giá chỉ bằng 1 trên 2, 499 đô la Mỹ so với 1.189 đô la Mỹ. Bộ vi xử lý thứ hai trong loạt sản phẩm vừa trình làng của AMD là Ryzen 3800X và 3700X, với mức giá bán lẻ lần lượt 399 đô la Mỹ và 329 đô la Mỹ cả hai mẫu CPU này đều được trang bị 8 lõi xử lý với xung nhịp lần lượt 39GHz, có thể tăng lên 45GHz, và 36GHz, có thể tăng lên 44GHz. Theo AMD thì mẫu CPU Ryzen 3700 x sẽ có hiệu suất vượt trội so với CPU i7-9700K của Intel cả ở khả năng xử lý một và đa nhân, dù mức giá rẻ hơn, 329 đô la Mỹ so với 374 đô la Mỹ. Hai phiên bản thấp nhất trong loạt CPU vừa được AMD trình làng là ZIZN3600X và 3600, với 6 lõi xử lý, có xung nhịp lần lượt 38GHz, có thể tăng lên 44GHz, và 36GHz, có thể tăng lên 42GHz. Hai sản phẩm này có mức giá lần lượt 249 đô la Mỹ và 199 đô la Mỹ. Tất cả các mẫu CPU mới của AMD đều dựa trên CHIPS ETX 570 mới của hãng. Sử dụng chung socket AM4 như phiên bản Ryzen thế hệ cũ, trên lý thuyết điều này đồng nghĩa với việc những ai đang sử dụng vi xử lý Ryzen thế hệ cũ có thể đổi lên CPU thế hệ mới mà không cần phải nâng cấp mainboard của mình. Tuy nhiên trên thực tế, các CPU mới của AMD yêu cầu cao hơn về nguồn điện nên không phải mọi am 4 đều hỗ trợ các phiên bản CPU mới ra mắt. Bên cạnh 5 mẫu CPU mới, AMD cũng hé lộ về đường RX 5700, thế hệ các xử lý đồ họa mới của hãng được xây dựng dựa trên kiến trúc 7nm của AMD để thay thế cho kiến trúc GCN mà AMD đã giới thiệu và sử dụng từ năm 2011. Đây cũng là vi xử lý đồ họa đầu tiên hỗ trợ giao thức PC 4.0. Loạt 5 CPU mới và các xử lý đồ họa RX 5700 của AMD sẽ được bán ra thị trường vào tháng 7 tới đây. Bộ vi xử lý CPU, GPU được cấu thành từ hàng tỷ bóng bán dẫn siêu nhỏ với hai trạng thái bật trên tắt để thực hiện tính toán các bóng bán dẫn sử dụng năng lượng điện để hoạt động, do vậy bóng bán dẫn càng nhỏ sẽ càng tiêu thụ ít điện năng. CPU được sản xuất bằng kỹ thuật quang khắc, trong đó, hình ảnh của CPU được làm sẵn khắc lên một miếng silicon. Phương pháp cụ thể để sản xuất CPU của từng hãng là khác nhau và được gọi là các tiến trình, được đo lường thông qua kích thước tối thiểu của bóng bán dẫn mà tiến trình đó có thể sản xuất. Chẳng hạn, 7NM2, 10 nm bằng nanomet bằng 1 trên 1 triệu mm là phép đo kích thước bóng bán dẫn. Thu nhỏ kích thước bóng bán dẫn cũng cho phép các nhà sản xuất thu nhỏ kích thước của khuôn chip, giúp giảm giá thành sản xuất và gia tăng mật độ bóng bán dẫn trên cùng một kích thước CPU. Như vậy, những CPU sử dụng tiến trình càng nhỏ sẽ cho hiệu suất càng lớn và tiết kiệm năng lượng hơn. Đó là lý do các hãng phát triển CPU, cả trên máy tính lẫn di động, luôn chạy đua để tìm cách thu nhỏ tiến trình vi xử lý của mình. Tê Thủy